sáng nay ngày 5 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát với thời gian dự kiến kéo dài gần 2 tháng. Vụ án xét xử bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát được đánh giá là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng với 6 tấn hồ sơ, đựng trong 104 thùng với gần 2.500 tập tài liệu và 1 triệu bút lục. Trong số 3.000 người tham gia phiên tòa sơ thẩm hôm nay có 86 bị cáo, 200 luật sư, phần còn lại hầu hết là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Phiên xét xử ngày hôm nay có 10 kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa. Theo cáo trạng, bị cáo Trương Mỹ Lan được xác định giữ vai trò chủ mưu trong toàn bộ vụ án, thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB). Sau khi hợp nhất 3 ngân hàng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB), bà Trương Mỹ Lan nắm giữ 91,5% cổ phần của ngân hàng này. Vì có cổ phần lớn nhất nên dù không nắm giữ bất cứ chức vụ nào trong ngân hàng, bà Trương Mỹ Lan vẫn chỉ đạo, thao túng, điều phối tất cả hoạt động của SCB. Các cáo buộc cho thấy, từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo nhiều người lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau. Cho tới ngày 17 tháng 10 năm 2022, con số dư nợ là 677.000 tỷ đồng và không có khả năng thu hồi. Bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền là 304.000 tỷ đồng. Bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tham ô tài sản, đưa hối lộ. Phiên tòa đang bắt đầu diễn ra tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, dự tính sẽ kéo dài gần 2 tháng, từ 5/3 đến ngày 29 tháng 4 năm 2024. Bị cáo Trương Mỹ Lan có 5 luật sư bảo vệ là các luật sư Phan Thung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Huy Thiệp, Giang Hồng Thanh, Trương Thanh Đức,